Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội ngày thứ năm. Đây là chương trình mới Phong làm hàng tuần vào ngày thứ năm. Chủ yếu là đà đưa lên những vấn đề của xã hội Hoa Kỳ cho quý vị có dịp xem được xã hội Hoa Kỳ như thế nào. Đối chiếu so sánh với lại những xã hội quý vị đang sống ở bên ngoài nước Mỹ. Đây là cái chủ đích của chương trình của TNP Channel để cho quý vị hiểu rõ thêm cũng như một số những khán giả ở mỹ hiểu rõ hơn về xã hội hoa kỳ như thế nào đó là cái mục đích của chương trình này và quý vị trong chương trình ngày hôm nay à, về xã hội thì tôi nói tới một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ ở tại mỹ ở à, gốc việt cũng như gốc á đang quan tâm và có thể nó sẽ thay đổi cả một cái văn hóa của chúng ta từ xưa tới nay quý vị trên đài truyền hình fox trong à, ngày hôm qua hôm kia có một cái phóng sự mà cái phóng sự này tôi cho là rất hay và có thể làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại, quý vị. Trong đó thì họ đưa lên một cái vấn đề là hiện nay trên TikTok, một trong những cái trang app video của Trung Quốc và nó đang được sử dụng rất nhiều trong giới trẻ Hoa Kỳ, đặc biệt là tuổi teen, tức là cái tuổi còn đi học đó, quý vị, gần như là tuổi trẻ đã vào trong cái TikTok mỗi ngày để để mà thực hiện những chương trình hoặc là có những cái xem những cái clip trên đó và đài Fox đã đưa ra hai hình ảnh hai hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là nó đang là một cái rất là nguy hiểm cho tất cả các gia đình của chúng ta không những là người gốc Á mà nghe mà người gốc Á thì bị ảnh hưởng ít hơn nhưng mà những gốc của người Latino người gốc da đen tức là người phi châu và mỹ trắng bị rất nhiều tức là những gốc người mỹ trắng bị rất nhiều quý vị hình ảnh đó là gì hình ảnh của một cô bé tuổi teen lên trên trang TikTok và cổ đưa ra cái hình ảnh và à, cái ngày đám cưới của cổ, cái ngày đám cưới một cái hình ảnh ngày đám cưới tuổi tiên thì chưa có nghĩ tới đám cưới đâu nhưng mà cổ đưa ra hình ảnh minh họa thôi là đám cưới là cười tươi như hoa nhưng mà sau đó cổ đưa một cái hình ảnh sau vài năm đám cưới thì là hình ảnh tàn tạ của một cô vợ là lui cui với đống một đống con và nói rằng à, và với một cái hàng chữ là tại sao phải đám cưới tại sao phải đám cưới để rước cái khổ vào thân đó là cái cái đoạn clip khoảng 60 giây của cổ và bên cạnh đó thì đài truyền hình Fox cũng đưa một cái đoạn clip khác lên trong đó thì một cô bé ăn mặc rất là tươm tất khoảng hai mươi mấy ba chục tuổi ăn mặc rất tươm tất rồi ngồi cả trong một cái nhà hàng sang trọng với một cái ly rượu đỏ đắt tiền và trong đó thì cô ta nói rằng tại sao phải hôn phải bước vào hôn nhân tức là đám cưới để rồi mình trói buộc mình mà không được tự do, tự tại như bây giờ. Tức là độc thân thoải mái hơn rất nhiều. Quý vị, đây là hai cái clip mà đài truyền hình Fox đã đưa lên. Và trong đó họ đặt câu hỏi. Có phải chăng bây giờ, cái văn hóa bây giờ của giới trẻ là đạp đổ tất cả những cái nền tảng của gia đình? Đạp đổ tất cả những nền tảng của gia đình. Thì quý vị, đây là một cái mà phía Fox đánh giá là nó đang có một cái trend. Tức là một cái làn sóng rất nhiều những cái clip thể loại này ở quý vị có thể kia thấy được cả, cả ngàn có thể cả chục ngàn và có thể cả trăm ngàn cái clip tương tự như vậy nằm đầy rẫy trên cái trang tiktok và kể cả một số cái clip ở bên instagram quý vị đây là cái sự báo động của đài truyền hình Fox tuy nhiên thì à, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay về xã hội hoa kỳ thì có lẽ tôi cũng sẽ nói về cái vấn đề này à đương nhiên trong vấn đề này thì à, nó tương đối ít tác động hơn đối với những thành phần à, tuổi tin gốc Á, nhưng mà nó tác động rất nhiều đối với lại cộng đồng đặc biệt là cộng đồng người à, Phi Châu, tức là tôi đã từng lên oát lên chơi và tôi quý vị có tưởng tượng rằng mà tôi đứng ở trong một cái à, cái công viên nằm sát bờ biển đó. mà tôi đứng tôi đếm không mười mấy cô bé người gốc Phi Châu, tức là người gốc da màu đó tuổi thì trẻ lắm tôi nghĩ là khoảng chừng từ 13 ba, bốn cho tới 15 16 sáu thôi mỗi một cô đứng trước một cái camera và làm dáng đủ kiểu để mà à, quay hình và like trực tiếp ở trên cái à, trang tiktok đó quý vị tôi giật mình tôi giật mình và bây giờ thì quý vị giới trẻ của người latino cũng rất là nhiều riêng giới trẻ gốc á thì có vẻ bảo thủ hơn họ không thực hiện những cái clip giống như những à, giới trẻ của người à, gốc phi châu hay là người gốc latino nhưng mà nó coi rất nhiều quý vị giới trẻ của góc á nó coi thôi nó không thực hiện, nó coi rất nhiều. Thì mình cứ bỏ qua. Mình cứ bỏ qua tất cả những cái cái trò gọi là kiếm view đi. Ví dụ như là quý vị thấy trong thời gian trước là nó vô các cái trường học đó nó đập phá cái lớp học, nó đập bàn đập ghế, nó bẻ gãy bàn ghế rồi nó sơn xịt trên những cái tủ trên những cái bức tường hay là nó vô restroom nó vẽ bậy trên restroom để mà nó kiếm view. Thì những cái này đã xảy ra trong giai đoạn trước rồi. Thì quý vị những cái clip này nó đầy rẫy trên đó rồi sau đó thì bắt đầu là khoe thân hình dùng những cái app mà cung cấp cho TikTok hay là Facebook hay Instagram đó, những cái đoạn clip ngắn ở bên Facebook thì gọi là reel, ở bên YouTube thì gọi là short video, rồi Instagram hay là bên TikTok đó quý vị thì cái thời lượng nó rất là ngắn, khoảng chừng một phút tới 3 phút thôi và nó làm tất cả những cái gì trong một phút tới 3 phút đó để nó có được cái lượng view thì mình bỏ qua cái thành phần mà đi đi kiếm view để gây dựng được một cái uh, một cái chỗ đứng ở trong cái mạng xã hội đi. Nhưng tôi đang nói tới cái thành phần xem. Những người những người mà xem đó hầu hết đều là cái tuổi từ 11 uh, 90 tuổi thôi. 90 tuổi cho tới cái tuổi mà gọi là trưởng thành đại học đó quý vị là vẫn say mê ngày nào cũng vào youtube coi hết clip này tới clip khác mà cái điều nguy hiểm nhất là nó truyền bá những cái văn hóa độc hại ngoại trừ tôi nói là những cái clip mà cái kiểu mà phá làng phá xóm ra đi để mà có được cái lượng view coi cho cười thoải mái giải trí đầu óc đi quý vị thì nó truyền bá luôn cả những cái tư tưởng rất độc hại mà trong đó tôi cho rằng là cái tư tưởng này nữa, là nó phù hợp với lại cái tư tưởng phóng khoáng hay là khai mở theo kiểu việt nam nói đó quý vị là nó khiến cho tất cả giới trẻ đã không thấy được cái tầm quan trọng của cái xương sống gia đình nó làm cho mấy đứa trẻ suy nghĩ khác với cha mẹ ngay bây giờ tôi thấy rằng những cha mẹ gốc á tức là kể cả trong cộng đồng, đồng người việt luôn là bây giờ khó nói chuyện với con cái, họ khó nói chuyện với con cái, bởi vì cứ mở, cứ mà kêu nó làm một cái gì đó là gặp ngay một cái thái độ, gặp ngay một cái thái độ, một là bực bội, hai là nó lên lớn tiếng với mình. Và quý vị, khi mà mình bắt đầu dùng cái quyền cha mẹ thì bắt đầu nó phản ứng mạnh hơn và nó cho rằng nó đang bị đàn áp bởi cha mẹ. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ ra rất nhiều những gia đình của người việt cũng đã bị trường hợp này rất nhiều và cuối cùng cha mẹ phải chọn một cái giải pháp rất ôn hòa tức là không dám nói nặng và xem nó giống như là bạn bè của mình tức là con cái bây giờ coi nó giống như bạn bè của mình không dám nói nặng nói nhẹ nữa mà phải dùng những cái lời lẽ êm dịu dùng những cái phương pháp gọi là ôn hòa để mà từ từ rút nó ra nhưng kết quả thì quý vị kết quả thì chính cha mẹ cũng bị lôi vào cái dòng văn hóa mới sau này của tụi nhỏ từ ở TikTok, từ ở cái uh, Instagram. Tức là cuối cùng lúc đầu thì mình nghĩ rằng là mình dùng một cái ngôn ngữ khác nó mềm dẻo hơn, nó nhẹ nhàng hơn và tránh cho đứa mấy đứa nhỏ bị tổn thương để mà mình có thể uh, hướng dẫn nó đi vào cái con đường tránh, tức là tránh xa những cái độc hại đó. Nhưng kết quả quý vị, thực tế kết quả thì nó lại ngược lại tức là nhiều khi cha mẹ cũng bị ảnh hưởng cái lối suy nghĩ đó luôn rồi cái bắt đầu ra ngoài mà nói chuyện với bạn bè đó thì bây giờ họ chỉ biết thang thôi bây giờ con cái giờ nó kỳ cục quá văn hóa tôi nó kỳ cục quá mình không hiểu được đó là những người mà nhẹ nhàng ôn hòa còn những người mà thuộc dạng phổi bò dễ nóng tánh đó thì là bực bội vô cùng bực bội là con cái nó không còn nghe lời mình nữa mà thậm chí là nó có thái độ với mình luôn quý vị những cái này nó xuất phát từ những cái clip mà đài truyền hình fox đã nói tức là tụi nhỏ nó bị đưa vào đầu nó những cái suy nghĩ đó. Ồ, oh, tại sao tôi phải đám cưới? Tại sao tôi phải lập gia đình? Rồi tại sao tôi phải lắng nghe những cái lời uh, cổ hủ, những cái lời hủ lậu của cha mẹ tôi. Những cái đó bây giờ là old school rồi, những cái đó bây giờ lạc hậu rồi. Bây giờ cái văn hóa mới, bây giờ là cái uh, một cái uh, chương mới Ch uh, phải đẩy họ vào những cái này. Và cuối cùng quý vị một số cha mẹ bị lôi kéo vào trong cái này, họ cũng không biết họ đi về hướng nào luôn. Đôi khi họ mất luôn cả bạn bè, mất luôn cả những người thân của mình chỉ vì ảnh hưởng cái tư tưởng con cái của mình. Thì quý vị, tôi cho rằng những cái tư tưởng độc hại này nó đang được truyền bá một cách có chủ ý ở trong các cái trang mạng xã hội, đặc biệt là Instagram và Facebook cũng như là trên TikTok, đặc biệt là TikTok. TikTok là quý vị trung quốc gần như là bây giờ đã thành công trong việc phá hủy toàn bộ cái hệ thống tư tưởng và cái hệ thống giá trị gia đình của hoa kỳ đó quý vị thấy cái hệ thống tư tưởng này nó đã được gieo rắc ở trung quốc và cái kết quả thì quý vị thấy là trong năm ngoái năm kia bản báo cáo dân số trung quốc không tăng dân số trung quốc không tăng mà có nguy cơ giảm đi bởi vì đám trẻ trung quốc không chịu sanh con nữa đám trẻ trung quốc không chịu sanh con nữa trong khi bây giờ trung quốc đã đưa ra cái chính sách khuyến khích khuyến khích là sẽ có những cái uh, thư giải thưởng cho những ai sinh được ba con trở lên trong khi ngày xưa thì họ có chính sách một con bây giờ họ đưa chính sách ba con để khuyến khích đám trẻ sanh con thì quý vị vấn nạn này nó xảy ra tại trung quốc và bây giờ cái tư tưởng gọi là đã phá về cái nền móng gia đình nó đang lan rộng ở hoa kỳ cũng cái tư tưởng đó tức là tại sao tôi phải lấy chồng tại sao tôi phải sanh con tại sao tôi phải lắng nghe ông bà thì quý vị giới trẻ á châu ở đây thì chưa tới mức như vậy nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu còn tôi thấy tôi chứng kiến ở trong cái giới trẻ của cộng đồng latino hay là cộng đồng người da đen thì coi như thua gần như mấy đứa trẻ này nó bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi cái văn hóa đó ngay trên tiktok ngay trên instagram Tức là nó sẵn sàng phản ứng với cha mẹ luôn Và nếu mà cha mẹ còn có thêm một hai ngôn ngữ nữa Hay một hai lời nặng nhẹ với nó nữa Là nó bóc phone nó gọi cảnh sát Nó nói cha mẹ đánh nó luôn Nó nói là, là trong nhà nó bị bức hại Nó bị tùm lum hết quý vị Và thậm chí vào, vào trường nó tố cáo với, với cô giáo Là ở nhà nó bị cha mẹ bức hại Cô giáo gọi cảnh sát tới bắt cha mẹ luôn Thì quý vị trường hợp này nó xảy ra Ở cộng đồng người Latino Và cộng đồng người da đen rất nhiều nhất là những tiểu bang blue state những tiểu bang mà đảng dân chủ quản trị đó quý vị nó thả ra cho mấy đứa trẻ pha hồ nó chỉ giới hạn cái vấn đề gọi là quyền tư ẩn cá nhân tức là thông tin của mấy đứa trẻ không thể tiết lộ thôi nó chỉ dí các công ty mạng xã hội về vấn đề này nhưng nó vẫn để cho các công ty mạng xã hội khai thác tối đa về những cái văn hóa độc hại này tôi gọi là văn hóa độc hại bởi vì nó phá nát luôn cả cái nền tảng gia đình luôn nó phá nát luôn tất cả những cái nền tảng gia đình và kể cả niềm tin tôn giáo luôn quý vị thấy là bây giờ mà những đứa ở những cái trường blue stack ở những cái tiểu bang blue Tech đó mà một đứa trẻ nào xung đạo đó quý vị nó bị phân biệt đối xử bởi những bạn học xung quanh coi nó là một thứ quái thai nếu như mà nó chỉ sống và nó nói những cái lời đẹp của tôn giáo hoặc là nó muốn khuyên bạn nó về cái cuộc sống gọi là tôi gọi là cuộc sống hướng thiện thì nó bị xem là một quái thai ở trong trường học của nó. Ngược lại, quý vị đi qua các cái tiểu bang RESTEC, thì ít nhất ở những nơi này là họ vẫn vẫn giữ được cái truyền thống. Ít nhất tôi đã từng chứng kiến ở Texas, con cái đi học về, quý vị, nó không có à, quăng tập, nó không có cái giọt lên trên phòng hay giọt vô trong phòng, đóng cửa lại. Ít nhất ở những tiểu bang đó, con cái về cất tập vở xong, ray ra hỏi cha mẹ, hỏi thăm vài ba câu, rồi hỏi có cần gì không trước khi nó vô phòng. Đó là cái mà tôi nhìn thấy được ở những tiểu bang như Texas. Còn những điều này tôi không thấy ở California. Nó về tới nhà một cái, nó quăng cái Park ở trên người ra đó là nó biến mất trong phòng luôn. Nhiều khi gõ cửa kêu nó ra ăn cơm nó còn không ra đó. Thì quý vị, cái hiện tượng này nó diễn ra lắm. Nhưng không có nghĩa các cái tiểu bang Red Tech, cái hệ thống giáo dục của họ là an toàn. Là bởi vì họ giảng dạy, họ nghiêm khắc ở trong các cái hệ thống giáo dục của những cái tiểu bang mà phía đảng cộng hòa kiểm soát đó thì quý vị bây giờ cái tiktok cái instagram nó đang phá dần những cái văn hóa đó luôn tức là ở trong học đường thì cô giáo thầy giáo ở những tiểu bang đó họ vẫn giữ cái uh, những cái cách giảng dạy của họ rất là tốt nhưng mà họ không biết được đằng sau lưng của họ đám nhỏ lên tiktok coi rồi cùng nhau khoe ê coi cái clip này chưa vui lắm nè cái clip này nó nó đúng nè quý vị nó đang là một cái uh, nó đang là một cái loại vi khuẩn nó lan truyền ở trong tất cả các cái trường học ở trên toàn quốc không kể đó là blue tech hay là red tech tức là tiểu bang do dân chủ quản trị hay là cộng hòa quản trị nó đang là một cái mầm móng độc hại một con virus độc hại nó lan ra mấy đứa nhỏ quý vị thêm một vài năm nữa thôi là mấy đứa nhỏ sẽ bị brainwash bởi những cái hình ảnh trên tiktok trên và những cái thông điệp được gửi ra trên tiktok trên instagram những cái thông điệp tôi cho rằng là nó đang đã phá tất cả những cái giá trị và những cái tư tưởng này nó được truyền bá bởi thành phần có chủ ý chứ không phải là một cái sự tự nhiên thành một cái phong trào, thành một cái trend, thành một cái uh, sống ở trên đó mà những cái người mà thực hiện những cái clip này đó quý vị, những đứa trẻ mà thực hiện những cái clip mà về cái dạng này đó nó được trả tiền để nói những điều đó. Và khi nó tạo được một cái lượng người xem đông view đông đó thì là bắt đầu tới phiên các cái, cái kẻ mà có chủ ý đó bắt đầu bảo trợ thông qua quảng cáo hay là công ty và bắt đầu thúc đẩy tụi nó đi về cái hướng này miễn làm sao mày có nhiều view là được rồi mày có nhiều người kính trọng mày mày có nhiều người theo mày là được rồi thì mấy đứa nhỏ đó quý vị nó đâu có biết gì đâu kiểu biểu nó làm gì miễn là sao nó đạt được thôi thì cái chiến lược đó cái strategy đó nó bắt đầu được khuấy động ra trên tiktok trên instagram và quý vị đừng quên những kẻ có chủ ý đó là những kẻ đang muốn gọi là branch squad giới trẻ theo một cái nền văn hóa khác mà cái văn hóa đó nó phù hợp với khuynh hướng của họ thì quý vị thấy hôm rồi là george soros ông tỷ phú đó ông đã đầu tư ra gần cả trăm triệu mỹ kim để đưa vào để bảo vệ cho tiktok trong khi nước mỹ đang có những cái xu hướng cấm tiktok thì George Soros lại tài trợ cho những kẻ đi vận động để mà duy trì TikTok. Và trong đó có cả luôn cả Ocasio Conte là chuyên gia dùng TikTok. Thì quý vị cái hôm rồi khi mà ông chủ, ông giám đốc điều hành TikTok mà lên điều trình trên quốc hội đó là chính Ocasio Conte và những thành phần này đứng ra biểu tình chống lại cái việc mà cấm TikTok. Quý vị, trên quốc hội Hoa Kỳ Họ lấy cái lý do là an ninh quốc gia và cái dữ liệu của mấy đứa trẻ bị TikTok lấy về Trung Quốc để mà họ tìm cách họ ngăn chặn. Nhưng mà thật sự quý vị, cái giá trị hiện nay của TikTok nó đang là một cái văn hóa rất độc hại. Không phải là những kẻ thực hiện những cái chương trình trên TikTok mà nó đang truyền bá cái tư tưởng nó vào những người xem, tức là con cái của quý vị. 8 tuổi, 9 tuổi là ngày nào cũng mở TikTok coi hết. Coi hết clip này tới clip khác. Mà toàn là những cái clip mà mang tính chất gọi tôi gọi là đã phá nhiều và nổi loạn nhiều hơn là những cái clip mà có những cái tính chất hướng thiện và dần dần nó ngắm vào đầu mấy đứa nhỏ nó xoay nó thay đổi cái suy nghĩ của mấy đứa nhỏ do đó tại sao mà cha mẹ về mà thấy một cái gì đó chướng mắt mà nói nó một cái là nó sừng ngay là nó sừng ngay nó bắt đầu nó có thái độ ngay thì quý vị chính những cái clip đó nó đang ảnh hưởng tới cái suy nghĩ con cái của quý vị chưa kể là những cái tư tưởng khác nó truyền bá vào rất độc hại và tôi cho rằng nó đang là một cái trend một cái xu thế mà bây giờ các bậc cha mẹ ở mỹ đang đối diện các bậc cha mẹ ở mỹ đang đối diện họ đang đối diện với lại cái uh, việc mà nói chuyện với con cái điêu linh với con cái càng lúc càng khó khăn hơn càng lúc càng khó khăn hơn tại vì quý vị quý vị phải đi tìm cái dấu mốc vấn đề Quý vị thấy trong trường nó học vẫn ok. Bạn bè trong trường nó cũng không có ai thuộc dạng gọi là như vậy, nhưng tại sao nó lại có tư tưởng này? Là vì xuất phát từ những cái clip ở trên TikTok và ở trên Instagram đó quý vị. Nó bị ảnh hưởng bởi những cái luồng tư tưởng đó. Và những cái suy nghĩ đó dần dần thấm vào đầu nó là bắt đầu nó bắt đầu nó có những cái tư tưởng nổi loạn tương tự như vậy. Và nó sẵn sàng lên tiếng lớn tiếng với mình. Coi như ở trong nhà quý vị gần như là mất quyền cha mẹ Dạy không được nữa, nói không được nữa Bây giờ nói nặng một cái Một là nó bỏ nhà nó đi Hai là nó lên tiếng nó gọi cảnh sát Nó mét cô giáo để gọi cảnh sát Bắt mình về cái tội gọi là Sách nhiễu con cái Hay là đánh đập con cái Mặc dù mình không có đánh Mặc dù mình không có đánh Nhưng mà nó buộc tội là Child harassment Tức là sách nhiễu trẻ em thôi là cũng đủ chết rồi tới mức mà cha mẹ bây giờ họ phải lui lại cái thế thủ tới mức mà không dám một tiếng lớn với con mình nữa không dám lớn tiếng với con mình nữa phải lựa những ngôn ngữ nhẹ nhàng này nọ mà quý vị càng nhẹ nhàng thì nó càng lờn nó thấy là ô oh, tôi với ông bà ngang hàng nhau rồi quý vị đây là một cái hiện trạng nó đang xảy ra ở rất nhiều những gia đình ở mỹ và thủ phạm của những cái này chính là những cái trang mạng xã hội TikTok, Instagram, Facebook và kể cả những cái short video của Youtube. Mà short video Youtube thì cạnh tranh không nổi với lại reel ở bên Facebook hay là video ở bên Instagram đâu. Mà nhiều nhất là TikTok. Gần như TikTok thống trị tất cả cái màn hình của mấy đứa nhỏ. Quý vị mua cho nó cái phone kêu nó vào coi những cái chương trình dành cho cái lứa tuổi của nó Thì quý vị, trước mặt quý vị nó mở Nó ngồi nó chú ý Nhưng quý vị vừa bước đi một cái, nó dặn qua tiktok ngay Nó mở cái app tiktok lên nó coi ngay Thì quý vị, đây là cái thực tế Tức là nó đang gieo rắc những cái văn hóa rất nguy hiểm ở trên tiktok và instagram Rồi chưa kể quý vị nó lên đó nó tôi chỉ nói tôi không nói cái thành phần thực hiện chương trình nha thành phần thực hiện chương trình thì nó có chủ đích và nó muốn kiếm view này khá như vậy nhưng mà những thành phần coi rất đông đó ông tổng giám đốc của tiktok lên tiếng khoe đó ở mỹ không tới 150 triệu người sử dụng tiktok nước mỹ có 330 triệu dân à. tức là hơn phân nửa dân mỹ sử dụng tiktok ở đâu ra vậy quý vị là mấy đứa nhỏ không Người lớn có bao giờ coi TikTok đâu. Tại vì người lớn họ quen cái chương trình dài rồi. Họ coi một cái clip khoảng 10 phút, 15, 20 phút, 30 phút gì đó. Còn bây giờ TikTok nó dưới 3 phút, nhiều khi dưới 1 phút nữa. Quý vị, đây chính là một trong những cái văn hóa rất độc hại mà nó đang lan giờ nó đang lan rộng ở trong các cái trường trung học, các cái trường tiểu học tại Hoa Kỳ. Và tôi cũng không loại trừ những cái tư tưởng đó nó có chủ ý chủ ý từ Trung Quốc trước hết là cái tình trạng băng hoại này nó đã diễn ra tại Trung Quốc và bây giờ nó đang lan qua bên Mỹ thông qua TikTok. Tức là lên đó khoe khoang tất cả những cái đời sống độc thân thoải mái rồi chỉ trích về vấn đề gọi là hôn nhân gia đình rồi trói buộc ràng buộc của gia đình vân vân và vân, vân vân rồi chuyện sanh con đẻ cái tức là những cái giá trị gì mà của gia đình từ xưa tới nay đều đã bị đả phá hết và hậu quả nó đã xảy ra ở Trung Quốc đó quý vị. Dân số Trung Quốc không tăng được. Bởi vì giới trẻ không muốn sanh con. Thì bây giờ quý vị cái văn hóa đó nó bắt đầu lan qua Mỹ với cái chủ ý của Trung Quốc luôn. Của nhà nước Cộng sản Trung Quốc luôn. Tức là nó làm cho cái tinh thần giới trẻ càng lúc càng băng hoại hơn. Và với, với cái tình trạng gọi là đang đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc hiện nay. Thì Bắc Kinh không từ một thủ đoạn nào để mà tàn phá xã hội Mỹ bao gồm luôn cả những cái đoạn clip mà tôi vừa nói trên TikTok. Tức là nó cố tình tìm cách thay đổi cái suy nghĩ của giới trẻ. Đây là một điều rất nguy hiểm. Cộng sản đã sử dụng và giới khuynh tả đã sử dụng, họ nhưng mà họ sử dụng trong học đường, họ sử dụng trong giáo dục và bây giờ họ sử dụng cái sở thích của mấy đứa nhỏ để truyền bá tất cả những tư tưởng này tức là những cái sở thích về tiktok về coi những cái clip vui giải trí đại khái như vậy quý vị họ sử dụng tất cả những cái công cụ này để truyền bá những tư tưởng đó và tìm cách transform tức là tìm cách thay đổi cái nền tảng xã hội của hoa kỳ mà trong đó quý vị tôi đã nói nền tảng của hoa kỳ là xuất phát từ nền tảng gia đình nền tảng của tôn giáo mới tạo ra được cái cấu trúc của xã hội bây giờ nó phá nát tất cả những cấu trúc này nó phá nát tất cả những cái nền tảng căn bản làm nên xã hội đó là gia đình đây là một cái điều rất nguy hiểm và nó đang truyền bá một cách rất độc hại ở trong cái uh, hệ thống social media tới mức mà nhiều tiểu bang bây giờ quý bị là họ ra lệnh họ ra luật là phải uh, có cái giờ lên đó một tiếng hai tiếng hoặc là phải uh, có uh, ở cái tuổi nào mới được lên những cái mạng xã hội nhưng mà những cái luật đó bây giờ lại bị cắt công ty truyền thông xã hội nó kiện nó chậm nó kiện nó chậm luôn thì quý vị thấy rồi đó là chúng ta đang sống trong một cái xã hội đầy thách thức và tôi gọi đó là một cuộc chiến một cuộc chiến mà chúng ta đang bảo vệ cho cái giá trị của gia đình chúng ta đang bảo vệ cho cái giá trị nền tảng của xã hội thì những kẻ mà nắm quyền hành bây giờ ở những cái nơi quyền lực nhất không phải là chính phủ mà chính là những công ty tư nhân này. Nó vì khai thác lợi nhuận, nó vì khai thác tất cả những cái cái nền tảng của họ và họ xây dựng cái đế chế của họ bằng thế hệ này qua thế hệ khác. Do đó, họ luôn gieo rắc vào đó những cái tư tưởng này và bắt đầu cho nó thành một cái trend, một cái làn sóng, một cái đám đông bắt đầu chạy theo tư tưởng đó và họ bắt đầu điều khiển. Họ điều khiển bằng những cái quy tắc cộng đồng họ điều khiển bằng tất cả những cái cách và cái thủ thuật về thủ thuật của họ ở trong các cái kỹ thuật rồi cuối cùng con em của mình nó đi tới một cái mức rất là loạn quý vị phải cẩn thận đối với những cái mạng xã hội cách hay nhất mà tôi khuyên quý vị là khi mua một cái device nào cho con em mình là quý vị phải dành cái quyền giữ cái password tức là khi mà download bất kỳ cái app nào nó cũng đòi hỏi là cái à, cái password của samsung hay của apple vân vân thường thường là họ dùng của những cái uh, những cái thiết bị này của samsung của apple thì quý vị nó muốn download bất kỳ một cái trang app nào xuống thì nó phải cần tới cái password của apple hay là của samsung tức là bên android đó thì quý vị phải kiểm soát nếu như không chính quý vị sẽ gặp khó khăn khi mà nó xem những cái chương trình của tiktok của instagram một khoảng thời gian rồi đó quý vị lúc đó quý vị nói chuyện với con cái mình rất là khó khăn cách hay nhất của quý vị là phải ngay từ đầu tức là đặt ra cái password đặt qua cái password mà chỉ có quý vị biết mà thôi dù mua cho nó cái đó đi nữa thì quý vị vẫn phải giữ cái này tại đây là cái điều then chốt nếu không đó quý vị nó mà bị ảnh hưởng bởi những cái video trên tiktok mà quý vị không biết đó một vài năm sau đó khi nó trưởng thành lên một chút cái suy nghĩ nó khác lúc đó quý vị quý vị sẽ còn điều với con cái mình khó khăn hơn rất là nhiều. Ok quý vị, đó là cái chương trình xã hội ngày thứ năm của phong ngày hôm nay trong cái à, à, vấn đề nói về những cái vấn nạn và những gì đang xảy ra trên xã hội Hoa Kỳ. Mong là tất cả khán thính giả xem, hiểu và có một cái phương pháp, có một cái cách để cho quý vị có thể giảm bớt những điều này trong lúc quý vị phải đối diện với những cái khó khăn khi mà nói chuyện với con cái của mình hay là có những cái gì mà quý vị không đồng ý quý vị phải nhúng nhường quý vị phải nhường nhịn để để mà à, tránh tình trạng xung đột giữa con cái và cha mẹ thì quý vị đây là cái hậu quả nó đến từ những cái clip video ở trên instagram ở trên à, tiktok và đó là cái lý do tại sao tôi làm cái chương trình này mong là quý vị sẽ có được cái giải pháp cho chính mình cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình xã hội thứ năm vào tuần tới Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.